ta nói gặp mèo đen là xui lắm đó. Chắc là người ta đồng bậy thôi á, chứ làm gì có chuyện đó. Ủa, mấy bạn đang bàn tán xôn xao gì vậy? Hào không có gì đâu. Mình với bò vàng có việc phải về trước rồi. Bạn ở lại chơi với đớm và bụng bự nha. Mấy bạn không thích thì về trước đi. Ba đứa chơi đủ vui rồi. Ý vui quá à. Chị cho tôi nè. Thôi chết rồi. Xui quá. Thôi không có gì đâu. Tụi mình nhận rác vào đi. Bạn nghĩ vừa nãy là trùng hợp hay là mèo đen xui thiệt vậy? Đá cho bành. Không nhìn trước thôi. Ai cũng có lúc vậy mà. Thôi chơi đá banh chán rồi. Hay là mình chơi bóng rổ đi. Nè, chụp đi nè. Ui da. À, đau à. Ê, mình xin lỗi bạn. Mình không có ý đâu. Đó giờ có ai nói bạn xui xẻo chưa hả mèo đen? Ai cũng nói vậy hết trơn á. Thôi mình hiểu rồi, mình về đây. Mèo đen à, bây giờ mình mới tin á, là chuột với bò vàng nói đúng rồi. Bớt người ta, cướp. Bớt người ta. Tránh ra khỏi hàng nhóc này. Đau quá. Ném vậy mà cũng ném. Yeah, chúng ơi. Cảm ơn cháu nhiều nha mèo đen. Gặp được cháu ở đây thiệt là hên quá. Theo mình nghĩ, hên hoặc xui là do cách mình nghĩ thôi. Mọi thứ là trùng hợp thôi mà. Mình xin lỗi bạn nha mèo đen. Không có chi.